bạn, chào mừng quý vị đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Trong chương mục câu chuyện cuộc sống hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện chồng kéo xe tay đưa vợ đi hơn 4.000 km xuyên Trung Quốc. Người ta cho rằng vợ chồng sống lâu với nhau thì không cần tới những điều lãng mạn, nhưng sẽ thật sai lầm nếu mỗi chúng ta đều không vun đắp tình cảm cho nhau. Tình yêu là một hạt giống ươm trong vườn, nó cần phải được chăm sóc hàng ngày. Mới đây, người đàn ông Trung Quốc đã khiến cộng đồng mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ khi kéo xe tay đưa vợ hơn 4.000 km chỉ vì câu nói "em muốn đến Tam Á". Hành động của anh nhận được nhiều sự chia sẻ của cư dân mạng và khiến nhiều cô gái khá ghen tị với người vợ của anh. Đúng là lấy chồng nghèo không khổ, chỉ sợ lấy người đàn ông không yêu thương mình. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng xem nội dung chi tiết. Chồng kéo xe tay đưa vợ đi hơn 4.000 km xuyên Trung Quốc. Mới đây, cuộc hành trình xuyên quốc gia bằng đi bộ qua 9 tỉnh với hơn 4.000 km của cặp vợ chồng nghèo ở Trung Quốc đã gây xôn xao dư luận nước này. Một điều đặc biệt khiến người dùng mạng ngưỡng mộ là bởi, trong suốt cuộc hành trình ấy, người chồng kéo xe tay đưa vợ đi bộ không biết mệt mỏi. Anh Hoàng, 28 tuổi ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Đông Giang, quen với người vợ tên là Cao Ly vào năm 2014. Tuy nhiên, bởi vì tuổi và gia cảnh anh Hoang không được đầy đủ lắm, nên gia đình Cao Ly phản đối khá gay gắt. Thậm chí lần đầu tiên tới nhà bạn gái, Hoang đã bị bố cô đuổi đi. Bằng tình cảm chân thành, cuối cùng Hoang đã được cha mẹ Cao Ly chấp nhận. Họ kết hôn vào tháng 12 năm 2015. Một năm sau, Cao Ly sinh con trai. Lúc này Hoang đang là một nhân viên giao hàng, thu nhập trên 2.000 tệ mỗi tháng, khoảng 7 triệu đồng. Tuy vất vả, nhưng anh không cho vợ đi làm. Sóng gió bắt đầu ập đến gia đình nhỏ khi vào một ngày mùa đông năm 2017, Cao Ly gặp nạn, bị ngãy gãy chân và tiêu tốn 20.000 tệ. Hoàn cảnh gia đình khi đó họ gặp rất nhiều khó khăn. Báo The Paper đã dẫn lời anh Hoang, vợ tôi phải hạn chế đi lại, con trai ốm liên tục, cuộc sống của chúng tôi bị xáo trộn. Một lần Cao Ly chia sẻ với chồng, cô muốn đến Tam Á là đảo du lịch ở Hải Nam, cách nơi cô ở 4.000 km. Hoang tương người vợ chưa từng ra khỏi tỉnh nên họ quyết tâm đưa vợ đi. Họ gửi lại con cho ông bà chăm sóc và lên đường. Do không đủ tiền đi máy bay, Cao Ly bị say tàu xe nên cuối cùng họ quyết định đi bộ. Họ bắt đầu khởi hành từ ngày 19 tháng 3. Tuy nhiên, khi đi bộ được chừng 20 km thì Cao Ly không thể đi nữa. Hoang đã cõng vợ trên lưng. Sau đó, họ được một người tốt bụng tặng cho chiếc xe kéo. Vì lo lắng cho đôi chân chưa hoàn toàn bình phục của vợ nên Hoang luôn kéo cô. Hoàng cho biết, mỗi ngày họ đi bộ khoảng 12 tiếng, ngủ trong cây ATM và ăn mì tôm để tiết kiệm chi phí. Có những lần không tới được điểm có dân cư, phải ngủ ở khe núi, có hôm ở nghĩa trang, nhưng đổi lại họ được tận hưởng những cảnh đẹp cùng nhau. Hoàng cho biết, chúng tôi đã trải qua tuyết, mưa đá, mưa lớn cũng như là nhiệt độ cao hơn 40 độ, cũng có lần bị ngộ độc thực phẩm, bị ngất xỉu. Bằng việc vừa đi vừa chia sẻ về hành trình của mình lên mạng, đôi vợ chồng kiếm được hơn 10 tệ, 35.000 đồng mỗi ngày. Hiện tại, hai vợ chồng chỉ còn cách Tam Á khoảng 1.000 km là sẽ trọn hành trình đi qua 9 tỉnh với tổng cộng hơn 4.000 km. Hoàng nói thêm, chúng tôi gọi về cho con mỗi ngày nhưng không dám bật video vì sợ không thể chịu nổi muốn về nhà. Cao Ly chia sẻ cả đời này sẽ không yêu người đàn ông khác bởi sẽ không có ai kéo cô đi xa đến vậy. Hoàng cũng nói sẽ không thay lòng bởi chẳng có người phụ nữ nào trải qua nhiều chuyện như vậy cùng anh. Chuyện tình cổ tích chàng khiếm thị lạc đường tìm được vợ. Năm lên 6 tuổi cũng là lúc Đặng Quang Vinh sinh năm 1989 ở Gia Lâm, Hà Nội phải chấm dứt tuổi thơ yên bình khi cha cậu không may mắc bệnh nặng rồi qua đời. Cảnh nhà mẹ quá con côi, nhưng cô Ngà, mẹ Vinh vẫn cố gắng lo cho con học hành bằng bạn bè. Năm 2009, khi Vinh chuẩn bị thi đại học, thì mẹ bị tai nạn lao động chấn thương nặng. Một chiếc máy khoan bất ngờ rơi trúng gáy, khiến cô Ngà bị liệt từ dưới cánh tay trở xuống. Đang là lao động chính và duy nhất của gia đình, giờ đây người mẹ chấp nhận nằm liệt giường, đến cả những sinh hoạt cá nhân cũng không thể tự chủ được. Vinh nhớ lại, hồi ấy em nghĩ mình phải cố gắng học để thi đỗ đại học, đi làm kiếm thật nhiều tiền chữa bệnh cho mẹ mình. Năm 2011, cậu thi đỗ vào đại học thủy sản Nha Trang. Hành trang lên đường đi học xa, không có gì nhiều nhặn, chỉ có ý chí quyết tâm học tập để đổi đời là đầy ắp. Đến năm cuối, giai đoạn chỉ còn thi nốt vài môn là được nhận bằng. Vinh vẫn chạy xe bỏ muối nước ngọt cho các đại lý. Vào một buổi tối như thường lệ, trong lúc cậu chở thùng nước ngọt đến một đại lý quen, thì tai nạn xảy ra.
Vinh va chạm xe máy với một cậu bạn cùng phòng, gia cảnh cũng éo le không kém. Vinh cho hay, bạn kể tay, mình chấn thương vùng mặt, cả hai đều nghèo, nên chẳng ai đền bù được cho ai. Nhớ lại cảm giác khi trở về nhà với tình cảnh mắt không nhìn thấy gì, bằng cấp gian dở, Vinh tâm sự. Em nghĩ cuộc đời bất công với mình nhiều thứ quá, mất đi đôi mắt, em thực sự thấy tương lai mù mịt. Ngày ấy em buồn lắm, vật vã không ăn không ngủ được. Tiễn con đi học, với bao nhiêu hy vọng, giờ đây đón con về, trong tình cảnh chua chát. Cô ngài kể rằng, nhà có hai cái giường, hai mẹ con nằm song song, cô nằm đây, nhìn thấy được nhưng không đi được, em nó nằm kia, đi được nhưng không thấy gì. Mẹ cô ngày ấy cũng mới mất, cảnh nhà lúc đó thực sự bế tắc, đã có lúc nghỉ quẩn, không có cơm ăn, không có tương lai, hay tìm cách uống thuốc để hai mẹ con cùng ra đi cho thanh thản. Nhờ sự giúp đỡ của anh em họ hàng, bà con lối xóm, cuộc sống mẹ con Vinh cũng cầm cự đủ miếng ăn qua ngày. Rồi Vinh được hội người mù ở Gia Lâm giới thiệu đi học lớp tổng quốc massage. Trong một thời gian ngắn, đã có thể làm việc, dành dụm được ít tiền, đưa mẹ chi dùng. Công việc tuy không vất vả nhưng đi hơi xa nhà. Mỗi lần đi, Vinh lại phải đi bằng xe buýt, mất tới 1 giờ đồng hồ. Một chiều hạ năm 2014, Quang Vinh lên chuyến xe buýt quen thuộc, dặn người phụ xe đến Dốc Vân anh cho em xuống nhé. Khách quá đông, anh phụ xe quên bản lời dặn, khi nhớ ra thì đã quá điểm hẹn chục cây số. Vinh đành xuống xe, dò dẫm tìm cách sang đường để quay ngược lại. Đúng giờ tan tầm, đường đông nghịch, chẳng ai để ý đến chàng trai khiếm thị đang loay hoay giữa dòng xe cộ. Chỉ trừ một người, cô gái trẻ tên Quỳnh Trang đang đi xe máy, phát hiện cậu thanh niên dáng cao ráo khôi ngô nhưng không hiểu vì sao mãi không sang được đường. Khi đã hiểu tình cảnh, Trang mới lại gần giúp Vinh sang đường, ngỏ lời chở cậu về nhà. Không ai ngờ, chính cô gái ấy đã mang lại ánh sáng cho cuộc đời đầy bất hạnh của Vinh. Từ sau cuộc gặp, Trang thường tranh thủ khoảng thời gian cuối tuần để đến nhà thăm hai mẹ con Vinh. Tình cảm ấm áp dần dần nảy nở trong hoàn cảnh khó, bỏ lại những dằn vặt, mặc cảm tự ti về gia cảnh. Vinh quyết định, thôi đằng nào cũng thế, được thì được, không được thì thôi, cứ phải nói thẳng tình cảm của mình ra trước đã. Chẳng ngờ khi cậu ngỏ lời, Trang lại thuận theo. Với nhiều cô gái, kết hôn là khi tìm được một chỗ dựa, tìm được người đàn ông che chở. Nhưng với Quỳnh Trang thì khác, khi quyết định nhận lời yêu và kết hôn với Vinh, cô đã nghĩ mình sẽ yêu thương anh ấy, nếu kết hôn mình sẽ chia sẻ với anh ấy mọi khó khăn để anh có cuộc sống tốt hơn. Đầu năm 2015, Vinh và Trang về một nhà. Cuối năm ấy, hai vợ chồng chào đón đứa con trai đầu lòng, mang tên là anh Khôi. Lần đầu bế con trên tay, Vinh tâm sự, chỉ có thể đặt tay lên mặt, sờ mũi sờ miệng con, mà sao thấy giống mình ngày xưa quá. Mình mường tượng ra cảnh sau này, con trai sẽ dẫn mình đi uống nước, đi chơi đây đó. Thêm con nghĩa là gánh nặng trách nhiệm đè lên vai Vinh nhiều hơn. Chàng lúc mới sinh con không thể đi làm, tất cả chi tiêu trong gia đình gói gọn trong đồng lương 4 triệu đồng của Vinh. Những lúc con ốm đau, chi phí khám xét đắt đỏ, cả gia đình bấn búi, Vinh cũng cáu gắt với vợ. Thế nhưng với Chàng, những giận dỗi của chồng không đọng lại lâu trong lòng, cô chỉ mong con mau cứng cáp để đỡ đần anh. Giờ đây khi con trai anh Khôi đã gần 3 tuổi, cuộc sống gia đình của Vinh cũng dần ổn định rồi. Vào ngày cuối tuần, căn nhà nhỏ lọt thỏm dưới chân đê sông Đuống lại vang lên tiếng hát của bà nội nằm liệt giường. Cùng với đó là tiếng vỗ tay theo nhịp của Vinh, tiếng bé Khôi cười nắc nẻ. Trong bếp Trang đang nấu bữa tối, cô cũng không quên gói ghém một chút để dành cho Vinh mang lên thành phố ăn vào những ngày xa nhà. Xót xa trước chuyện tình buồn của chàng trai tí hon và cô vợ xinh đẹp ở Hà Tĩnh. Những ngày giữa tháng 12 năm 2016, bản biên giới Phú Lâm, xã Phú Gia, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh như rộn ràng hơn bởi đám cưới của cặp đôi đũa lịch. Chú rể chỉ cao 1m, nặng hơn 25kg, sánh duyên cùng cô dâu xinh đẹp cao 1m5. Hai nhân vật chính trong chuyện tình nàng Bạch Tuyết và chú lùn đó chính là anh Trần Văn Nhật, sinh năm 1989, trú tại bản Phú Lâm, xã Phú Gia, huyện Hương Khê, và chị Lê Thị Bé, sinh năm 1992, trú xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh. Nhật là con đầu, trong gia đình có 4 anh chị em. Lúc mang bầu, mẹ anh bị sốt rét nên sinh non. Khi ra đời, Nhật chỉ nặng 0,8kg, mẹ lại mất sữa sớm, dẫn tới còi cọc. Vì gia đình hoàn cảnh khó khăn, không lo đủ chất dinh dưỡng, nên anh trở nên thấp bé hơn so với nhiều người bạn cùng trang lứa. Hiện tại dù đã gần 30, nhưng thân hình Nhật trông chỉ như một đứa trẻ lên 6. Trái ngược với chồng mình, Bé là cô con gái có chiều cao tương đối, gương mặt xinh xắn với nụ cười duyên. Chị là con út trong gia đình, có 7 anh chị em.
Hoàn cảnh nhà bé cũng thuộc diện khó khăn trong xã, khi bố mất sớm, một mình mẹ bươn chải nuôi đàn con trưởng thành. Cô gái xinh đẹp nhưng cũng gặp bất hạnh khi bị thiểu năng trí tuệ, ít nói và ngại tiếp xúc với người lạ. Anh Nhật và chị bé quen nhau nhờ sự mai mối của bạn bè. Họ bắt đầu nói chuyện với nhau thông qua mạng xã hội. Đồng cảm với sự thiệt thòi của bé, nên dù mới quen biết Nhật, cũng không ngại chia sẻ về hoàn cảnh của mình. Bằng tấm lòng chân thành, Nhật đã khiến bạn gái rung động, giúp cô dần thoát ra khỏi vỏ bọc trục trè, mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình, cũng như thổ lộ ước mơ về một tổ ấm cùng nhau xây dựng. Và cứ thế, tình yêu đã giúp Nhật và bé vượt qua tất cả, thuyết phục được hai bên gia đình để cho hai anh chị làm đám cưới. Lễ vu quy diễn ra hôm 18 tháng 12 năm 2016 là một cái kết viên mãn cho chuyện tình đẹp như cổ tích của hai người. Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Hạnh phúc chỉ vừa mới chớm nở thì đau thương đã vội ập đến. Mới cưới vợ được hơn một năm, Nhật phát hiện cơ thể có nhiều biểu hiện lạ như thỉnh thoảng mắt mờ, khó thở, chân tay phù nề, thường xuyên đi vệ sinh nhiều vào ban đêm. Vào tháng 2 năm 2017, khi đang ăn cơm, Nhật đột nhiên ngất xỉu, gia đình lập tức đưa anh đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi được chuyển ra bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội thăm khám, bác sĩ cho biết Nhật đang mang trên mình nhiều căn bệnh nặng như suy thận cấp độ 4, suy tim nặng, viêm đại tràng mãn tính và nhiễm trùng máu, xác định phải điều trị suốt đời. Chàng trai trẻ sau đó nhập viện điều trị tại bệnh viện Bạch Mai. Mặc dù tiền chạy thận được bảo hiểm chi trả, nhưng gia đình anh vẫn phải lo các khoản chi phí khác như tiền thuốc phát sinh, tiền ăn uống, sinh hoạt, mỗi tháng mất khoảng 4-5 triệu đồng. Bố mẹ Nhật đều làm nông, thu nhập chính từ mấy sào ruộng. Hai anh em gái, người thì đã lấy chồng, người thì đi làm công nhân ở Bình Dương. Em trai út 19 tuổi đang đi học nghề. Để có tiền chạy chữa cho con, ông Trần Văn Dụ và bà Ngô Thị Kỳ, bố và mẹ anh Nhật đã phải vay mượn khắp nơi, bán hết những đồ vật có giá trị trong nhà. Do kinh tế quá khó khăn, sau gần một năm điều trị tại bệnh viện Bạch Mai, gia đình anh Nhật xin được chuyển về bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Quá trình điều trị kéo dài, nhưng bệnh tình của Nhật vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Anh sụt cân nghiêm trọng, hiện chỉ nặng khoảng 15 kg, sức khỏe yếu, thường xuyên đau mỏi, có lúc không thể đi lại được. Do nhà ở cách bệnh viện 70 km, mỗi tuần lại phải chạy thận 3 lần để tiện cho việc đi lại, bố mẹ đã thuê cho hai vợ chồng một phòng trọ nhỏ ở gần bệnh viện đa khoa tỉnh. Anh Nhật chia sẻ rằng, thấy gia đình phải chịu vất vả vì mình, anh rất khổ tâm, nhớ lại lời hứa khi yêu nhau rằng anh sẽ mang lại hạnh phúc viên mãn cho chị bé, nhưng đây không được, Nhật cảm thấy vừa có lỗi vừa bất lực, luôn tự trách mình. Nhiều đêm nằm bên nhau trong căn phòng trọ, em nói với vợ rằng muốn giải thoát cho cô ấy, vui vẻ để vợ bước thêm bước nữa để có được hạnh phúc. Nhật nói và cho biết những lần như thế, anh đều nuốt cảm xúc vào trong, giữ mình không được khóc. Tuy nhiên câu trả lời của chị bé làm anh khóc thật. Cô gái 26 tuổi đáp, em xác định đã yêu anh, lấy anh, thì sẽ ở bên cạnh anh cả đời để chăm sóc. Có những đêm Nhật đau đến mức không ngủ được, bé thúc trực bên chồng bóp tay chân cho anh, cô nói, nhìn anh đau em lo không ngủ được. Dù bị bệnh tật hành hạ, Nhật vẫn luôn giữ tâm lý lạc quan, hay động viên vợ. Hai người vẫn thường kể về những kỷ niệm lúc yêu nhau, khi Nhật còn là một chàng trai nhanh nhẹn, tháo vát, chăm lo công việc tại quán sửa chữa điện thoại nhỏ. Mỗi tuần thường bắt xe buýt vượt gần 100 cây số xuống nhà người yêu thăm cô. Đỗ Yên Ương cũng từng mơ về tiếng cười con trẻ, Nhật thổ lộ, nếu không thể tự sinh con, em cũng muốn nhận con nuôi để chăm sóc nuôi nấng nó trưởng thành. Nhưng hiện tại kinh tế gia đình đã kiệt quệ vì lo chữa bệnh cho em, ước mơ đó giờ cũng quá xa vời. Những bệnh nhân cùng điều trị tại khoa chạy thận nhân tạo Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh vẫn hay nói chuyện với nhau về cặp vợ chồng đủ lịch nhưng luôn gắn bó với nhau như hình với bóng. Thương cảm với hoàn cảnh khó khăn của đôi trẻ, nhiều người thường quyên góp cho vợ chồng Nhật có thêm ít tiền mua cơm, mua sữa. Nhật cho biết anh và gia đình rất biết ơn tấm lòng hảo tâm của mọi người. Tuy nhiên, quá trình chữa bệnh kéo dài, kinh tế gia đình cạn kiệt, không còn biết bấu víu vào đâu. Sự sống của Nhật hiện rất mong manh, anh mong nhận được sự quan tâm của các mạnh thường quân để có thể tiếp tục điều trị và kéo dài sự sống. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.